Chúng ta thấy rằng y tế và nghị
nghị lực không phải được sinh ra từ trước mà nó được xuất phát và rèn luyện từ giác ngộ của con người. Thầy Nguyễn Ngọc Ký là một tấm gương sáng về nghị lực phi thường, vượt lên số phận để tỏ sáng. Vậy nên chúng ta đừng từ bỏ khát vọng vươn lên, bởi chỉ có nỗ lực, có phương pháp học tập đúng đắn mới giúp chúng ta thành công trên con đường tiếp cận tri thức. Đó cũng chính là nội dung với chủ đề ngày hôm nay, buổi vui học tập. Sau đây mình sẽ thông qua chương trình hoạt động. Phần 1, chúng ta cùng nhau tham gia 3 vòng thi. Phần 1, có mang tên hiểu ý đồng đội. Phần 2, trò chơi ô chữ, phần thi giao lưu khán giả. Phần 3, thì đích với tên gọi thi một nguyện. Phần 2, công bố kết quả. Phần 3, trao phần thưởng. Phần 4, thầy nhận xét đánh giá kết quả hoạt động. Đến trong buổi thi hôm nay, xin giới thiệu hai đội chơi, đội niềm tin. Thank you.
Thế vậy mình nên biết một tròn. Con ba. Đẹp không? 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 Cái gì mà mấy đứa con trai xinh đẹp? Mặt. Đẹp không? Chính xác. Cái gì đeo vàng số 2? Chữ tôi về qua mình đang nói như vậy miền Trung họ phổ biến tôi được em họ nghĩa hả cô dễ công dân tôi về tên mẹ biết mấy gì đó rồi Thank you.
chưa đạt được phần nhảy của mình. Có bạn này chỉ đạt được phần nhảy của mình, mời bố bạn về chỗ. Còn bạn nào muốn tham gia nữa nào? Thank you.
Mời đổi niềm tin cho câu hỏi của mình. Em mời chọn câu số 2. Mời câu hỏi số 2. Câu hỏi số 2 gồm sao ký tự? Câu 2. Ông là nhà toán học sinh năm 256 trước Công Nguyên. Ông đã tìm ra nghĩa thức về ma thuật của một năm nhất vuông. Ông là ai? Thời gian bắt đầu. Theo quả đáp án rất chính xác. Đáp án này không chính xác.
cồn, nước mắm, nước mía, nước sơn và dấu chấm để tạo thành cơm có nghĩa, tốt bữa hơn tốt. Bắt đầu. Xem đáp án này có đúng không? Mời bạn Phí.
Thank you.
dùng hơi đổi đi đi đào đường tẩy vui đi. Và hai phần thi đội hy vọng đạt được tất cả 100 điểm. Chúng ta hiểu sâu hơn về vấn đề được tìm hiểu. Phương pháp thứ ba,
bài, làm bài tập, là tìm hiểu các bài tập năng cho khác để giúp rèn luyện kỹ năng, khả năng sáng tạo. Phương pháp cuối cùng, tổ chức các nhóm học tập sẽ giúp mọi người có kỹ năng tư duy phản biện, khả năng làm việc nhóm, vân vân. Học tập không phải là con đường duy nhất dẫn đến thành công, nhưng nó là con đường ngắn nhất để đạt được điều đó. Chính vì vậy, chúng ta phải kết hợp những phương pháp học tập lại với nhau để đạt được thành quả. Người không học như ngọc không mài. Vì vậy, làm xin mời trên ghế nhà trường, chúng ta phải có cho mình một phương pháp học tập hợp lý và tích cực học tập để hoàn thiện bản thân ngày một tốt đẹp hơn. Cảm ơn mọi người đã nghe bài của em. Vừa rồi thì hai cái bạn đại diện cho hai đội là đội niềm tin và đội hy vọng thì hai bạn đã có sự chuẩn bị rất là tốt cho cái bài hùng biện ngày hôm nay, nói về cái hồi vui học tập, và hai bạn cũng đã đưa ra được các cái phương pháp khác để mà học tập tốt, đó là chúng ta học tập và nhóm này, và chúng ta có đôi bạn cùng tiếng, và các bạn đã chia sẻ nhiều cái phương pháp rất là hay để mà các bạn học tập tốt. Tuy nhiên thì về cái phần trình bày của cái đội bạn niềm tin thì bạn còn bỡ ngỡ hơn, còn bạn hy vọng, bên đội hy vọng thì bạn đã rất là tự tin và có cái phần hoàn thiện của mình rất là xuất sắc. Chúc mừng cả hai đội là đội hy vọng và đội niềm tin, và thầy cho điểm là đội hy vọng là đạt được 28 điểm, còn đội niềm tin là đạt 25 điểm. Qua ba vòng thi, đội niềm tin đạt được 95 điểm. Qua ba vòng thi, đội hy vọng đạt được 128 điểm. Chúng ta đã có kết quả kỳ thi một người đúng không nào? Mời giải nhất đội hy vọng lên nhận giải. Thông minh
còn 99% thì đến sự lao động, có phải là đến từ sự học tập, trao đổi kiến thức, kiến thức để mà chúng ta có được sự thành công thì phải học tập suốt đời, học tập, học người lớn học mãi. Và cái vấn đề ở đây thì xoay quanh là vấn đề học tập, học rất là vui, cho chúng ta vừa vui vừa học vừa có một cái trao đổi giao lưu với bạn bè, trao đổi giao lưu với bạn bè để mà làm sao đó chúng ta tạo cái tinh thần đoàn kết với các bạn trong tập thể lớp và với xã hội. Các bạn sẽ cố gắng học tập thật tốt để xây dựng đất nước. Và qua đây thì thầy cũng nhắc nhở các bạn đó là hiện nay thì có cái dịch bệnh Covid, cho nên là thầy mong là các bạn vừa học tập vừa vui chơi nhưng phải thực hiện đó là 5K để chúng ta đảm bảo an toàn. Và kế tiếp hoạt động sắp tới đó là cái chủ điểm mừng đảng mừng xuân, và có hoạt động đó là thi tìm hiểu về đảng và thầy giao nhiệm vụ cho các bạn, đó là chúng ta chuẩn bị các cái tư liệu, các cái hình ảnh, các cái tìm hiểu về quá trình lịch sử của phát triển của Đảng Cộng sản Việt Nam. Và các bạn sẽ chuẩn bị các cái câu hỏi, các cái bài thơ hay là các cái trò chơi, các câu đố để chúng ta thực hiện và kế tiếp. Mọi giờ đó không sao. Và một lần nữa thầy chân thành cảm ơn tập thể lớp 8 một đã đồng hành và thực hiện rất là tốt tiết bây giờ trong lớp hôm nay. Thank you.